Xin chào các bạn, mình là Duy Khánh, đại diện cho thương hiệu Sunhow. Như các bạn đã biết, máy lọc nước là một sản phẩm không thể thiếu trong đời sống hiện đại. Bởi càng ngày, nguồn nước càng trở nên ô nhiễm, nhu cầu sử dụng nước sạch đạt chuẩn ngày càng lớn. Nếu bạn có đang phân vân, chưa biết lựa chọn loại máy lọc nước nào, hãy cùng tôi tìm hiểu về máy lọc nước RO 10 lõi Sunhow SHA76213CK, model với nhiều tính năng nổi trội nhất của Sunhow. SHA76213CK là sản phẩm máy lọc nước cao cấp của Sunhow với thiết kế slim, phong cách tối giản, hiện đại, thon gọn, tinh tế, tiết kiệm đến 15% diện tích so với các máy lọc nước thông thường, phù hợp với mọi không gian và phong cách nội thất. Ấn tượng bởi vỏ tủ kính cường lực tràn viền, phối cùng họa tiết bền đẹp, dễ dàng vệ sinh. Đặc biệt, máy được thiết kế một vòi đơn, kết hợp với 3 nút xoay với 3 chế độ nóng, lạnh, thường, đáp ứng nhiều nhu cầu và mục đích sử dụng của các thành viên trong nhà vô cùng tiện dụng. Vòi được làm bằng inox 304, an toàn, sáng bóng, bền bỉ, chịu nhiệt tốt, giảm tối đa tỷ lệ rò rỉ nước tại vòi. Bộ lọc 10 lõi với 3 cấp lọc thô, bảo đảm lọc sạch và bảo vệ màng lọc RO hiệu quả. Trong đó có lõi PP 5 micron, lõi lọc GAC than hoạt tính, lõi lọc PP 1 micron, lọc sạch được 99,9% vi khuẩn nhờ màng lọc thẩm thấu ngược RO nhập khẩu Hàn Quốc. Đặc biệt, máy có 6 lõi khoáng chất giúp bổ sung khoáng, tạo vị ngọt tự nhiên cho nước, gồm lõi than hoạt tính trắng, lõi đá khoáng mai phan, lõi tạo kiềm tính, lõi bio ceramic, lõi hydrogen và lõi diệt khuẩn nano silver. Trải qua các cấp lọc thô, lọc tinh và bù khoáng, máy sẽ lọc sạch được tất cả các nước sinh hoạt bị ô nhiễm, những mùi khó chịu, đồng thời loại bỏ tạp chất, vi khuẩn, virus gây hại. Những phát triển về mặt kỹ thuật của máy lọc nước RO 10 lõi Sunhow SHA76213CK còn nằm ở công nghệ làm lạnh bằng block, công nghệ vượt trội giúp máy có độ bền và tuổi thọ cao hơn, kết hợp với cơ chế 360 monitor cho nhiệt độ nước lạnh sâu và ổn định gấp 2,5 lần so với dòng máy thông thường. Nhờ đó mà nước lạnh được giữ ổn định và liên tục trong bình chứa lớn. Không chỉ vậy, máy còn có những tiện ích như cúp đầu nối thông minh giúp giảm 70% thời gian lắp đặt van áp thấp bảo vệ máy khi nguồn cấp không có nước, cảnh báo khi bình chứa nước nóng cạn nước và hệ thống LCB chống giật đảm bảo an toàn cho người dùng. Hiệu quả lọc sạch vượt trội, công nghệ tiên phong và chính sách bảo hành 2 năm toàn quốc chính là lý do khiến máy lọc nước RO 10 lõi Sunhow SHA76213CK dù mới ra mắt nhưng được rất nhiều người tiêu dùng quan tâm và tìm kiếm sử dụng. Sở hữu máy lọc nước RO 10 lõi Sunhow SHA76213CK ngay hôm nay vì sức khỏe của bạn và người thân.